mẫu nắp thùng này sẽ được thanh lý và đang được trưng bày tại D&A Auto. Okay. Thì cái mẫu nắp thùng này là cái mẫu nắp thùng mở 45 độ như mọi người thấy ở đây. Đó. Thì cái mẫu nắp thùng như thế này là một cái mẫu nắp thùng thấp, chống nước khá là tốt mọi người nha. Nó gần như là chống nước được 100% luôn mọi người ạ. Thì cái mẫu nắp thùng này thì nó phù hợp với những cái xe nào mà chúng ta chở đồ ít đó, chở đồ nhỏ mà chúng ta muốn giữ nguyên cái dáng xe đó, giống như là cái vẫn còn nguyên cái dáng xe của cái xe Ford Ranger Wildtrak. Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của D&A Auto. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak, và trên nó đang có một cái mẫu nắp thùng thấp. Mẫu nắp thùng này sẽ được thanh lý và đang được trưng bày tại D&A Auto. Cái mẫu nắp thùng này thì nó sẽ phù hợp cho đời xe Ford Ranger Wildtrak từ đời 2013 tới 2022 luôn. Hơi form 2023 mới thì nó sẽ không có vừa mọi người ha. Chỉ có một cái phần lưu ý, đó là nó sẽ chỉ ráp được cho xe mà có cái thanh thể thao Wildtrak như thế này. Còn cái xe mà không có thanh thể thao Wildtrak thì mình không có ráp được mọi người ha. Thì như bây giờ Lợi và mọi người chúng ta cùng đi xem chi tiết là cái mẫu nắp thùng này mọi người nhé. Thì cái mẫu nắp thùng này là cái mẫu nắp thùng mở 45 độ như mọi người thấy ở đây. Đó. Thì nó sẽ được mở lên 45 độ như thế này, đẩy lên bởi hai cây ti. Hai cây ti này thì nó còn sử dụng tốt cho mọi người nhé. Đây, đây thử cho mọi người coi này. Wow. Rất là cứng nha. Đó. Đó, đẩy lên cái này đẩy lên luôn. Khi mà chúng ta mở cửa ra thì nó sẽ cái nắp nó sẽ được đẩy lên và bởi hai cây ti đó như vậy. Đó, bên trong thì cái lớp gioăng của nó này. Cái lớp gioăng của nó lại là một cái lớp gioăng để chống nước đây, nó chạy từ bên này qua bên kia luôn mọi người ha. Thì cái lớp gioăng này còn rất là ok, đó còn ok, mềm nhá, không có bị đứt. Ok. À bên trong nó thì có cái hệ thống ống nước đây. Đó, cái hệ thống ống nước này. Nó còn đầy đủ 4 cái ống luôn mọi người nhé. Đó. Các cái bộ bệ mà bắt vô trong cái xe thì vẫn còn nguyên. Đó, cái mẫu này á, thì nó sẽ bắt cái nắp cái bệ này vào cái thanh thể thao luôn. Đó, bằng những cái pad ngàm ở đây mọi người ha. Ok. Đây là cái ngàm bên dưới. Đây là cái ngàm bên trên, cái hệ thống khóa của nó còn sử dụng rất là ok nhé. Đó. À, để lại thử cho mọi người coi ha. Đây. Khi mà chúng ta đóng xuống này thì chúng ta không nhấc được lên này, tức là hai cái ngàm hai bên này nó đã ăn rất là chặt. Ở đây có một cái tay khóa và chúng ta còn chìa khóa luôn. Đây. Đó, khi mà chúng ta nhấc cái khóa này qua bên tay trái thì chúng ta mở được cái tay khóa này, còn khi chúng ta nhấc qua phải chúng ta không mở được. Đó. Đó, rất là chắc chắn mọi người ha. Ok, nhích qua trái, mở. Rồi. Ok. Thì cái mẫu nắp thùng như thế này là một cái mẫu nắp thùng thấp, chống nước khá là tốt mọi người nha. Nó gần như là chống nước được 100% luôn mọi người ạ. Thì cái mẫu nắp thùng này thì nó phù hợp với những cái xe nào mà chúng ta chở đồ ít đó, chở đồ nhỏ mà chúng ta muốn giữ nguyên cái dáng xe đó, giống như là vẫn còn nguyên cái dáng xe của cái xe Ford Ranger Wildtrak. Thì như vậy là Lợi và mọi người chúng ta vừa đi qua cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Ford Ranger Wildtrak từ đời 2013 tới 2022. Mẫu nắp thùng này đang được trưng bày tại D&A Auto, và nếu mọi người cần thêm bất kỳ thông tin gì thì xin vui lòng liên hệ tới nhân viên tư vấn tại D&A Auto. Và nếu mọi người muốn mua ngay cái mẫu nắp thùng này thì xin vui lòng liên hệ tới nhân viên tư vấn tại D&A Auto, hoặc mọi người có thể ghé trực tiếp địa điểm làm việc của D&A Auto để xem cái mẫu nắp thùng này. Mẫu nắp thùng này đang được trưng bày tại đây mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này, và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi cho xe bán tải mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.